Sáng nay ngày 7 tháng 12, Thường trực Hội đồng Dân dân thành phố, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Dân dân thành phố tổ chức một phiên họp để xem xét cho ý kiến tạm tra chính thức các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến Kinh tế Ngân sách trên kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng Dân dân thành phố khóa 10. Dự họp có phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân dân thành phố Trần Phước Sơn. Phiên họp đã thống nhất cho ý kiến đối với nhiều báo cáo dự thảo nghị quyết tờ trình về báo cáo kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nghị quyết thường ngân sách trên địa bàn năm 2023, thư chi ngân sách địa phương năm 2024, một số dự thảo chính sách đối với khu phi thuế quan, trung tâm tài chính, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản trung hạn, chính sách đền bù giải tỏa, điều chỉnh hệ sơ đất vân vân. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hốc, Lương Quyện Bình Triết cơ bản thống nhất các nội dung tờ trình. Đối với hết tờ trình về báo cáo kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Hốc yêu cầu báo cáo cần làm rõ thêm những nỗ lực của thành phố Hốc trong năm 2023 như du lịch tăng trưởng mạnh, tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng, nhưng lạm phát không tăng, đời sống người dân ổn định, kinh tế số tăng trưởng trên 20%, kết quả huy động nguồn lực đầu tư trong nước và FDI, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế hành lang pháp lý cho các dự án có tính lan tỏa v.v. Bên cạnh đó, báo cáo cũng phân tích cụ thể các nguyên nhân chủ quan dẫn đến một số chỉ tiêu kinh tế giảm, trong đó mô hình tăng trưởng kinh tế hết thành phố chưa hợp lý, tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp xây dựng còn thấp, đầu tư tư dân chưa khai thác tốt. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Lương Quyện Minh Triết yêu cầu báo cáo và làm rõ các nhân tố sẽ tác động đến mức tăng trưởng từ 8 đến 8,5%, cần chắc chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024.